同学们好，今天我们上第五课，这是王老师。Đây là thầy giáo Vương. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài nhé. Trước khi vào bài 5 thì chúng ta cùng ôn tập một chút bài số 4 nào. Hào, jīn tiān xīng qī jǐ. Jīn tiān xīng qī èr. Nǐ qù nǎ er? Wǒ qù tiān án mén. Nǐ qù bú qù? Wǒ bú qù. 我回学校，再见。好，vậy thì vào bài số 5 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 4 thanh mẫu là ZH, CH, SH và R đúng không? Và một số cái vận mẫu. Chúng ta cùng đi vào học thanh mẫu này. Trước hết là cái âm này ấy, thì các bạn đặt cái vị trí lưỡi nhé. Đặt cái vị trí lưỡi nó giống như âm trờ nặng trong tiếng Việt ấy. Học trờ nặng. Và nó là một âm không bật hơi. Và chúng ta đọc là chư, chư, trờ nặng nhá, các bạn quạt lưỡi lên, chư, chư, họ, chư, họ cùng đọc nhá, chư, họ, chư, họ. Tiếp theo, cái này thì vị trí nó giống như chư về nãy, nó vẫn là vị trí giống như âm trờ nặng trong tiếng Việt thôi, họ, trung ấy, miền trung ấy, họ, nó giống như âm trờ nặng trong tiếng Việt, tuy nhiên là các bạn phải bật hơi đúng không nào, họ, chúng ta không đọc là chư, lấy hơi vào nhá. Họ chư, 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 hấn họ. Chúng ta cùng sang âm tiếp theo. Vị trí vẫn như thế nhưng chúng ta không bật hơi, hơi luồng hơi nó ra đều nhá. Sư, sư, họ sư, sư, họ hấn họ. Tiếp đến chúng ta có vị trí vẫn như vậy nhưng chúng ta đọc lại rư. Rư, cái này thì chắc là các bạn không có vấn đề gì đúng không nào. Học rư, rư, ok. Chúng ta cùng luyện tập nào. Các bạn còn nhớ không nhỉ? Học vị trí như trờ nặng đọc là gì? Chư, chư, đúng không? Chư, chư. Và chúng ta ghép lại với lại các cái vận mẫu khác thôi. Học chư, a, cha. Học chưa, học chưa, họ chư, chư, trai, trai, chây, chây, các bạn cùng đọc theo nhé. Trao, trao, châu, châu, nhớ âm này bật hơi nhá. Họ chư, được nào, chúng ta nghe lại. Cha, cha, chưa, chưa, chư, chư, chai, chai, chay, chay, chao, chao, châu, châu. Các bạn nhớ lấy hơi vào xong đọc bật mạnh nhá. Hả, tiếp đến nào. Chúng ta có gì đây? Sư, đúng nào? Sư, a, sa, sa, sưa, sưa, sư, sư, sai, sai, say, say, sao, sao, sâu, sâu. Và cuối cùng chúng ta có rư, đúng không nào? Rư, 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 rau, rau, râu, râu. Chúng ta cùng ghép với một số những cái vận mẫu khác nào hả? Chúng ta có gì nhỉ? Chan, chan, chân, chân, trăng, trăng, chân, chân, họ cùng đọc nhá. Học chung, chung. Tiếp đến nhớ bật hơi này. Chan, chan, chân, chân, trăng, trăng, chân, chân, chung, chung. Shan, shan, shen, shen, sang, sang, sheng, sheng. Hảo. Rư, an, ran, ran, rân, rân, răng, răng, rân, rân, rung, rung. Rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập này. Hảo. Chư, chư, u, chu, choa. Chư, hoa, choa. Học
chua, choai, chuối, chuan, chuân, choang. Tiếp đến, bật hơi nè. Hảo thay đọc là gì nhỉ? Chư, u, chu. Đúng rồi, tiếp theo. Choa, choa, chua, chua, choai, choai, chui, chui, chuan, chuan, chun, chun, chuang, chuang. Rồi, chúng ta cùng thêm. Tiếp theo là, hảo. Shi, shi, u, shu, shu, shua, 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 shuai, shui, shuan, xuân, xoang. Tiếp đến mình có gì nhỉ? Rư, u, ru, roa, rua, rui, roan, run. Rồi, chúng tôi đi xem từ mới của bài ngày hôm nay nhé. Trước khi vào từ mới thì chúng ta làm quen với một số những cái bộ thủ. Có bộ thủ hai nét là ví dụ bộ quinh, ba nét, ví dụ như còn chúng ta có bộ quai xước. Các bạn nhớ học bộ và nhớ tên bộ thì lúc viết chữ thì nó sẽ đỡ quên chữ hơn nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ chi này, bộ công này, tiếp đến bốn nét thì chúng ta có những cái bộ ví dụ bộ văn này, khí này, năm nét sơ này, lão này, bảy nét thì có gì thân này, ví dụ tám nét thì có bộ thanh. Các bạn nhớ tên các bộ thủ nhá. Chờ. 这是 老师 老师 một từ mới các bạn đọc hai lần nhé. 您请请进进坐坐喝喝茶茶喝茶喝茶谢谢谢谢不客气 不客气，客气，客气。工作，工作。身体，身体。时，时。日，日。好，请大家的共同相读，罗宾的读。这，这，可别啦，đây， 对吧？này， đại từ chỉ định。这，这，các bạn thấy ở đây là có bộ văn này và bộ quay xước đúng không nào？这，好。Tiếp theo chúng ta có từ sư, sư, âm hán viết là thị, nghĩa là, thế bà. Ở trong các cái ngữ cảnh thì nó có thể là nó một câu đáp, vâng hay là phải, hả? Sư, hả? Sư, là, ví dụ, chơ sư, đây là cái gì đấy, đúng không nào? Chơ sư, hả? Tiếp đến mình có từ nín, nín là ông, là ngài, khi mà cách gọi những cái người lớn tuổi hơn thì chúng ta gọi là nín. Các bạn để ý ở trên nó có chữ nỉ, đúng không nào? Nỉ là bạn, chúng ta học rồi đấy. Tiếp bên dưới là nó sẽ có bộ tâm là trái tim ấy, khi mà chúng ta gọi ai đó bằng cả sự trái tim, bằng kính trọng thì nín, đúng không? Ví dụ những người già này chúng ta có thể gọi là nín, thay vì ní hảo thì chúng ta chào là nín hảo, hoặc là những người mà các bạn kính trọng nhé, các bạn có thể gọi là nín, hoàn toàn gọi là nín bình thường. Ví dụ như thầy, khi ngày xưa thầy ở Trung Quốc ấy, thì những cái người mà có thể là họ bằng tuổi mình, thậm chí là hơn tuổi mình, nhưng mà họ biết mình là giáo viên ấy, thì họ cũng rất là kính trọng và họ gọi mình là nín nhá. Hảo, nín. Chơ sư, vừa nãy chúng ta nói cái từ chơ sư, đây là cái gì đấy, đúng không? Ví dụ đây là cái gì nhỉ? Chơ sư, chơ sư, chơ sư su, đúng không? Đây là sách, đúng không? Chơ sư su, đúng không? Hảo, và chúng ta có từ gì nhỉ? Na, na là kia, chơ là đây và na là kia. Chúng ta có gì nhỉ? Na sư, kia là cái gì đấy? Hảo, na sư, gì mà? Giá trị, tạp chí, đúng không? Na sư, giá trị. Hảo, chúng ta có từ chơ, đây và na, kia. Hảo. Rồi, tiếp đến chúng ta có từ lão sư. Lão sư là giáo viên, đúng không nào? Hảo. Và chúng ta có học thêm từ gì nhỉ? Xuế sọ, xuế sọ là học sinh. Cái từ này là thanh nhẹ nha các bạn nhé. Xuế sọ, tại vì khi mà thầy convert sang phiên âm ấy, thì nó sẽ tự động. Thế nên là ở đây đúng ra của nó phải là thanh nhẹ. Xuế sọ, xuế sọ, hả? Tiếp theo chúng ta có từ thống xuế là bạn cùng học.
À, chúng ta có lão sư là giáo viên này, xuyến sợ là học sinh này, và thống xuyến là bạn cùng học. Ở đâu? Học. Ở đây ai là lão sư nhỉ? Lão sư, đúng không? Lão sư, à, đây là xuyến sợ, đúng không? Xuyến sợ, và các bạn đây là thống xuyến, thống xuyến, đúng không? Học. À, chơ sư, đây là ai nhỉ? Chơ sư, lão sư, đúng không? Học. Học. 这是, 那是什么? 那是谁? 那是学生, 对吧? 那是学生, 啊, 学生, 啊, 给来, 好心, 懂吗? 好, 这是, 就他在用, 这是给来, 好, 这是, 来, 这是, 来, 这, 母, 母的是怎么? 这是爸爸, 对, 这是爸爸, 啊, 这是, 这是, 哎呀, 来, 美的, 这是妈妈, 这是妈妈, 对吧? 啊, 这是anh trai, 各位可以留意, 这是哥哥, 对吧? 哥哥, em gái thì là sao nhỉ? 这是谁? 这是妹妹, 妹妹, 好, 这是哥哥, 对, 啊, 这是弟弟, 请上, 弟弟, OK? 好, 对不对? 这边我们要学请, 请, 阿曼为了挺, 可以了mời, 挺够, 对吧? 挺, 好, thỉnh là mời. Các bạn để ý ở bên này, bên trái này có bộ này là bộ ngôn này. Ngôn là ngôn ngữ, là lời nói, đúng không? Và bên phải là chữ chiêng. Chữ chiêng này thực ra đây là một từ hình thành. Từ hình thành là gì thì các bạn xem lại bài số 1 nhé. Thầy có giới thiệu qua về các cái loại chữ. Hình thành là nó mượn cái âm thanh đọc của từ khác. Các bạn thấy đấy, từ này sẽ đọc là chiêng. À, đọc là chiêng, đúng không? Và nó thêm bộ ngôn và nữa thể hiện lời nói, tiếng nói, à, và đọc là chiển. Chiển có nghĩa là mời, mời. Mời thì phải nói ra, đúng không nào? Chiển, hảo, hảo, chiển. Tiếp theo mình có từ chín. Chín, ông Hán về là tiến, là vào. Thì cái từ chín này, từ Hán cổ người ta vẽ bộ quay xước. Bộ quay xước thì nó liên quan đến sự di chuyển, đi lại ấy. Thì cái từ Hán cổ trên cái chữ giáp cốt ấy, mà cái chữ khắc trên mai rùa ấy, là người ta vẽ ở bên bên này là cái bộ túc, là cái chân đấy. Còn ở trên này là cái một cái bộ truy, là con chim. Tức là gì nhỉ? Khi mà đuổi bắt con chim ấy thì bạn không ngừng, phải không ngừng làm sao tiến lên phía trước. Lúc nào cũng phải tiến, phải chạy lên thì mới bắt được cái con kia, đúng không nào? Họ, thế nên là nó có nghĩa là tiến đấy, chín là tiến, ví dụ tiến vào, đúng không? Chín vào, họ. Và chúng ta có từ chỉnh chín là mời vào, được chưa? Chỉnh chỉnh, mời vào nha. Họ tiếp đến chúng ta có từ chỗ, ông Hán Việt là tọa, ngồi. Cái từ Hán Việt này mình vẫn dùng để tọa đàm ấy, các thứ ấy. Thì các bạn nhớ cái từ Hán Việt của nó nhé. Tọa là ngồi. Các bạn ý là ngồi thì trên là hai bộ này, nó là cái chữ giáp cốt đấy. Các bạn thấy có, nó vẽ một cái người ngồi trên một cái gì nhỉ? Một cái đống đất, đúng không nào? Hả? Thì sau này nó phát triển đến sau này thì nó mới thành ra là hai bộ nhân ở đây. Lúc đầu là nó chỉ có một bộ nhân ở đây thôi. Hả? Chúng ta có bộ nhân ở đây và chữ thổ ở đây. Bộ thổ là đất, đúng không? Người ngồi trên đất. Hả? Và chỗ nó có nghĩa là ngồi, đúng không nào? Ok, đây, người đây, ngồi trên đất. Hả? À, tiếp theo chúng ta có từ khưa là uống. À, khưa là uống, đúng không nào? Hả? Chỗ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng từ chỉnh mời để hoàn thành nhá. Chỉnh gì nhỉ? Ở đây chỉnh gì nhỉ? Chỉnh chỗ, đúng rồi, hẳn hảo, rất là tốt. Chỉnh, chỉnh mời vào, chỉnh chín, hẳn hảo. Chỉnh ăn là gì nhỉ? Chỉnh chứ ăn, đúng không? Chỉnh chứ mời, à, hảo, ăn. Tiếp theo chúng ta có từ trà. Trà là chè, trà, đây là trà xanh ấy, trà, hả, trà, và chúng ta có từ xie xie, xie xie là cảm ơn, hả, trà, xie xie. Thì cái từ xie xie nó khá là khó nhớ. Các bạn để ý là ở bên trái này nó có bộ ngôn. Ngôn là gì? Ngôn là lời nói, mình vừa gặp nó ở trong từ chỉnh rồi, đúng là nó bộ ngôn. Và bên phải này nó là chữ sợ. Chữ sợ, sợ âm Hán Việt là xạ. Không biết các bạn biết xạ là gì không nhỉ? Đã bao giờ nghe xạ? Xạ là bắn. Chắc hẳn là các bạn biết từ xạ thủ, đúng không? Là tay bắn, đúng không nào? Vậy thì ngày xưa thời cổ thì người ta đi học cái gì nhỉ? Người ta đi học bắn cung, đúng không? Học bắn cung, học săn bắn mà. Thế là khi mà học bắn cung, các bạn mà học thành tài rồi ấy,
học thành công thành tài rồi thì các bạn phải sao, nói lời cảm ơn với người thầy đã dạy mình, đúng nào? Thế nên là nó có cái bộ ngôn ở bên trái này biểu thị là gì, nói ra lời cảm ơn. Xỉa là cảm ơn, xỉa xỉa, được chưa? Xỉa xỉa, cảm ơn. À, chúng ta có từ khưa, chúng ta ôn tập lại từ khưa. Khưa gì nhỉ, các bạn có nhớ không? Khưa trà, uống trà, đúng nào? À, khưa của chư, cái từ của chư này chúng ta chưa được học, các bạn có thể ghi lại phiên âm cũng được nhé. Khưa của chư, tại vì bình thường chúng ta hay uống của chư, đúng nào? Cái nước ép, đúng nào? À, chúng ta có khưa什么, cà phê, uống cà phê, cà phê nghe rất là giống cà phê đúng không? Tại vì nó là từ mượn mà. Hảo, khưa cà phê, uống cà phê. Hảo, bạn thích uống gì nhỉ? Khưa trà, khưa cà phê, khưa của chứ. Hảo, tiếp đến chúng ta sẽ có từ bú khưa chỉ, bú khưa chỉ. À, không có gì, đừng khách khí. À, cái từ khưa chỉ, ông Hán Việt nó là khách khí mà. À, bú khưa chỉ, tức là đừng khách khí. À, ha, ví dụ như có ai đó nói với mình là gì? Ha, xie xie, thì mình sẽ đáp lại là gì nhỉ? Bú khưa chỉ, bú khưa chỉ. À, xie xie, bây giờ thầy sẽ nói xie xie, bạn nói thế nào nhỉ? Khẩn họ, bú khưa chỉ, đừng khách sáo, đừng khách khí, đúng không? Tiếp đến chúng ta sẽ có từ công sụa. Công sụa âm Hán Việt là công tác. À, các bạn cũng nên nhớ, tại vì công tác bây giờ mình vẫn dùng, có những người hỏi là cháu dạo này công tác ở đâu nhỉ? Cháu dạo này công tác ở đâu nhỉ? Đúng nào? Hả? Thì cái từ công tác chính là công việc và làm việc. Và các bạn nhớ là từ công sụa nó có thể vừa làm danh từ và làm động từ nhá. À, ví dụ như chúng ta hỏi là công sụa máng ma. À, công việc có bận không? À, ví dụ bây giờ thầy muốn hỏi là nì công sụa máng ma. Công việc của bạn có bận không? Đúng nào? Công sụa. À, tiếp đến chúng ta có từ thân thể. Thân thể là thân thể. Âm hán về thân thể nghĩa là sức khỏe, ấy, cơ thể mà. Hảo, thân thì cái từ thân này trong cái từ chữ giáp cốt, chữ cổ ngày xưa thì người ta vẽ một cái người phụ nữ đúng không? Đang thân, đang mang trong mình một cái gì nhỉ? Thai, thế bạn. Hảo, thân, thân, thân thể. Hảo, ví dụ hỏi là thân thể hảo ma? Thân thể hảo ma? Bạn ý hỏi là gì? Bạn có khỏe không? À, gặp nhau thì chúng ta hỏi thế nào nhỉ? Nǐ shēn tǐ hǎo ma? Bạn có khỏe không? Wǒ hěn hǎo, tôi rất là khỏe, đúng không nào? Hảo, bây giờ chúng ta sẽ chào nhau. Ví dụ bạn này bạn chào là nǐ hǎo thì chúng ta nên đáp lại là gì? À, chúng ta cũng chào lại thôi, đúng không nào? Hảo, nǐ hǎo. Hoặc là lần đầu tiên gặp mặt chúng ta bày tỏ cái sự gọi là lịch sự hoặc là đấy thì chúng ta có thể nói là gì? Nǐ hǎo, không vấn đề gì nhá. Hảo, nǐ hǎo. Hảo, tiếp đến hỏi là gì? Công sở máng ma? Công sở máng ma? Nếu như bạn bận thì bạn sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Khẩn máng, đúng rồi. Hoặc là gì nhỉ? Hả? Bú thải máng, tôi không bận lắm, công việc không bận lắm. Bú thải máng. Hảo. Tiếp đến bạn ấy hỏi là gì? Sơn thí hỏ ma? Sơn thí hỏ ma? Nó có khỏe không? Đúng không? Khẩn hỏ, rất khỏe. Các bạn thấy là có thể là người Trung Quốc người ta nói không thêm chủ ngữ vào, đúng không nào? Tuy nhiên là đây là một cái văn hóa của họ. Có thể là mới đầu thì chúng ta cảm thấy hơi ngượng, không quen. Nhưng mà người Trung Quốc khi mà nói không có chủ ngữ thì người ta biểu thị cái nó càng thân mật hơn nhé. Cái quan hệ nó càng thân mật hơn nhé. Không vấn đề gì đâu. Thế nên là khi mà người Trung Quốc học tiếng Việt thì người ta cũng dễ mắc một cái lỗi, cái lỗi là gì nhỉ? Là không thêm chủ ngữ vào hay hỏi kiểu trống không ấy. Thế nên là khi chúng ta học một cái ngôn ngữ nào đó thì chúng ta cũng nên hiểu văn hóa của họ, đúng không nào? Rồi các bạn có thể hỏi bình thường là công suất máng mà, không vấn đề gì nhá. Không nhất thiết cứ phải nỉ công suất máng mà đâu. Hảo, tiếp đến chúng ta có từ sứ là thập, thì bà sứ là thập là số 10 ấy. Sứ, hôm trước chúng ta học ký hiệu là gì? Sứ hình thập là số 10. Tiếp đến mình có từ rư là ngày, đúng không? Thế thì từ rư này thực ra nó cũng là một từ tượng hình thôi. Cái chữ Hán cổ người ta vẽ một cái hình tròn giống như mặt trời và có dấu chấm ở giữa. Hảo, rư, khá là dễ nhớ, đúng không nào? À, và mình có từ gì nhỉ? Tiếp theo là từ hoàng, đây là họ nhá, họ vương, họ người Trung Quốc đúng không? Hoàng, cái họ vương này rất là nhiều đúng không? Họ hoàng rất là phổ biến. Tiếp theo mình sẽ đi xem bài khóa của bài ngày hôm nay. Hả, chúng ta cùng đọc bài khóa nhá. Hả, 这是王老师，这是我爸爸。
王老师您好，您好，请进，请坐，请喝茶，谢谢，不客气。工作忙吗？不太忙。身体好吗？很好。À, chúng ta cùng đi xem bài này nhé. Các bạn tạm thời chưa nhớ thì có thể nhìn liếc sang phía nào một chút nhé. Tuy nhiên là các bạn hãy cố gắng nhìn cái chữ cứng này để tập cho mình thành thói quen đi. Sau này chúng ta sẽ chỉ nhìn chữ cứng thôi. Đúng nào. Chờ sư Hoàng lão sư. Cái chờ sư vừa nãy mình học vừa đúng không? Đây là cái gì? Giới thiệu đúng không? Chờ sư Hoàng lão sư. Đây là thầy ai nhỉ? Thầy Vương đúng không nào? Chờ sư của bà bà, đây là gì nhỉ? Đây là ai nhỉ? Của bà bà là bố tôi, đúng nào? Hoàng lão sư, nín họ, chào thầy Vương, các bạn để ý không? Chào thầy Vương thì người ta sẽ gọi thầy trước, xong người ta mới nín họ nhá. Mình thì hay tiếng Việt mình, khi mà người Việt học thì hay có kiểu là nín họ, hoàng lão sư, nhưng các bạn hãy nhớ thói quen của người Trung Quốc là gì? Phải gọi người ta trước, tên người ta trước, xong đấy mới chào. Hoàng lão sư, nín họ, có nghĩa là chào thầy Vương, thế bạn. Họ, nín họ, nó xin chào ông, đúng nào. Chỉnh chinh, các bạn có nhớ không? Mời gì nhỉ? Mời vào. Chỉnh chỗ, mời. Mời ngồi, tuệ. Chỉnh hứa trà, mời uống trà. Đây là chỉnh hứa trà. Họ, thì ông này muốn nói là gì nhỉ? Họ, xie xie, đúng nào. Họ, bố của cái bạn A kia, đúng nào. Họ, bú khơ chỉ, đừng có khách sáo, đúng nào. Công sổ mảng mà, công việc có bận không? Đúng nào, công sổ mảng mà, công việc có bận không? Bú thai mảng, không bận lắm, đây bảo bú thai mảng. Học, sân thí họ mà, sân thí họ mà, sức khỏe, tức là bạn hỏi là gì, anh có khỏe không? Đúng không? Và người trả lời là gì? Khẩn họ, khẩn họ, thầy Vương trả lời gì? Khẩn họ, đúng nào, rất là khỏe, đúng nào. Học, các bạn hãy đọc hội thoại một lần nữa nhé. Chờ sư Hoàng lão sư, chờ sư của bà bà. Hoàng lão sư, nín họ, nín họ, chỉnh chinh, chỉnh dô, chỉnh hơ trà, xie xie, bú khơ chì. Công dô mạng mà, bú thai mạng, sân thí họ mà, hẳn họ. Rồi bây giờ bỏ phiên âm đi và các bạn thử đọc lại xem có đọc được không nhá. Chờ sư Hoàng lão sư, chờ sư của bà bà. Hoàng lão sư, nín họ, nín họ, chỉnh chinh, chỉnh dô, chỉnh hơ trà, xie xie, bú khơ chì. Công dô mạng mà, bú thai mạng, sân thí họ mà, hẳn họ. Rồi chúng ta có, đây là gì nhỉ? Đây các bạn có nhớ không nhá? Chờ sư sở mà, chờ sư trà, đây bà, chờ sư trà. Họ, chúng ta sẽ hỏi là gì? Nì hơ trà mà? Bạn có uống trà không? Đúng không? Và chúng ta sẽ trả lời bằng một câu khẳng định là có. Thì chúng ta sẽ nói là gì? À, wǒ hè chǎ. Hǎo, nǐ hè chǎ ma? Wǒ hè chǎ. Đây, tương tự chúng ta sẽ làm với những cái bài luyện tiếp theo. Tiếp theo, chè shì shěnme? Đây là cái gì các bạn? Cà phê. Đây là, hǎo. Bây giờ thầy sẽ hỏi bạn là nǐ hè cà phê ma? Khẳng định bạn sẽ trả lời là gì? Wǒ hè cà phê. Đúng nào? Nào thầy hỏi lại nhé. Nǐ hè cà phê ma? Hǎn hǎo. Tiếp theo chúng ta có đây là gì nhỉ? Guǒ zhī, khá là khó nhớ đúng không? Guǒ zhī, nước ép hoa quả. Hǎo. Nǐ hè guǒ zhī ma? Bạn trả lời khẳng định là gì? Wǒ hè guǒ zhī. Rồi thầy hỏi lại nhé. Nǐ hè guǒ zhī ma? Hǎn hǎo. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Hǎo, zhè shì shěnme? Zhè shì chǎ, trà, đúng nào? Bây giờ thầy sẽ hỏi là nǐ hè chǎ ma? Tuy nhiên ở lần này thì các bạn sẽ trả lời bằng cách phủ định nhá. Thì chúng ta sẽ trả lời thế nào? Wǒ bù hè chǎ. Hǎo, thầy hỏi lại nhá. Nǐ hè chǎ ma? Wǒ bù hè chǎ. Rất tốt. Hǎo, zhè shì shěnme? Cà phê, đúng ba? Hǎo, nǐ hè cà phê ma? Wǒ bù hè cà phê. Rất tốt. Tiếp theo chúng ta có gì? Nǐ hè guǒ zhī ma? Wǒ bù hè guǒ zhī. Fěi chǎng hǎo. Rất tốt các bạn nha. Hǎo, tiếp theo chúng ta sẽ có trà, đúng ba?
Đó. Và gì nhỉ? Cà phê, các bạn tiếp tục luyện tập với nhau nha. Của chư nào? Đó. Bằng cách hỏi gì? Nì khưa cái gì đấy mà? Thế bạn, nì khưa trà mà? Nì khưa cà phê mà? Nì khưa của chư mà? Rồi, đó. Khưa sẩm uống cái gì? Thế bạn, khưa sẩm vừa nãy thì mình chỉ hỏi là khưa mà có uống không? Thì bây giờ mình sẽ hỏi là nì khưa sẩm. Nì khưa sẩm bạn uống cái gì? Thế bạn, ví dụ có một cái menu rất nhiều đồ uống đúng không? Mình không biết là cái gì, nói làm sao mà nói được ra hết. Mình chỉ cần hỏi là nì khưa sẩm bạn uống cái gì? Đúng không? Ví dụ nhé, nì khưa sẩm. Wo he cha. Thế bạn, hả? Wo he cha. Hả? Nì khưa sẩm? Wo he của chứ. À, tôi uống nước ép đúng không nào? Hả? Nì khưa sẩm? Wo he cà phê. Đây, hẳn hảo. Các bạn cùng nhắc lại nhá. Nì khưa sẩm? Wo he cà phê. Nì khưa sẩm? Wo he của chứ. Nì khưa sẩm? Wo he cha. Hẳn hảo. Rồi các bạn, chúng ta cùng đếm số. Hảo. Số 1 là gì nhỉ? Y, tế bà y. Các bạn có nhớ ký hiệu là gì không? Y, tế bà y. À, số 2 này. 3 là gì nhỉ? San. À, số 3 đúng không? 4 là sư. Rồi 5, ủ. Rồi là các bạn nhớ các cái ký hiệu tay nhá. Tại vì người Trung Quốc cũng dùng khá là nhiều đấy. Hảo, tiếp theo. 6 là gì nhỉ? Liệu. Rồi 7, chi. Hảo, ba ngón chụm lại. Rồi 7, chi. Hảo, tiếp đến 3. Ba, số 8. Và đây, số 8 đây. Ba, thế bà. 9 là chỉ hậu. Rồi, khấn hậu, chỉ hậu. Và 10 là sứ. Có những người người ta sẽ để sứ là như thế này. Và có những người sẽ để là như dấu thập như thế này. Thế bà, sứ, sứ, ok. Rồi, các bạn có nhớ không? Đây là gì nhỉ? Y, chỉ hậu. Ờ, sứ. 三, 七, 对呀，六, 八, 五, 十, 对啊。Thực hành hội thoại. Nếu mà các bạn tham gia lớp học thì chúng ta sẽ có những cái thực hành hội thoại này nhé. Chúng ta sẽ có hai ba nhân vật cùng với nhau để thực hành cái hội thoại, và cho thầy sẽ đã cho một số những cái từ cho sẵn thế này để các bạn cùng thực hành. Hả? À, chúng ta có rất nhiều hội thoại, rất nhiều những cái từ được gợi ý đúng không nào? Nó dùng những cái từ gợi ý này để hoàn thành. À, tiếp theo chúng ta sang phần số 3. Hả? Chúng ta có từ chợ đây, là đại từ chỉ định đây này đúng không nào? Hả? À, và mình có chợ sự, vậy đấy mình nói rồi. Chợ sự đây là cái gì đấy? Chúng ta dùng để giới thiệu ai đó hoặc là cái gì đó. Đây là cái gì đúng không? Đây là sách chẳng hạn, chợ sự su, đúng không? Đây là thầy Vương, chợ sự Hoàng lão sư. Hả? Hả? Chợ sự của lão sư, đây là giáo viên của tôi. Hả? À, chúng ta có công thức là chơ cộng lượng từ cộng với danh từ, ý chỉ là này đúng không, này. À, ví dụ như người này, cuốn sách này, hay là cái gì đấy, cái máy tính này đúng không nào. Ví dụ như chơ cửa rấn có nghĩa là người này, là chơ cửa rấn. À, các bạn nhớ là phải có lượng từ vào đấy nhá, chơ cộng lượng từ một đến danh từ biểu thị là này đúng không. Ví dụ mình có chơ bẩn su. À, cái quyển sách này, chờ bẩn su, thế bạn. Bẩn là lượng từ bốn quyển mà chúng ta được học rồi. Và chúng ta có từ chiển là mời này các bạn này. Các bạn nhớ là chiển đằng sau nó sẽ cộng với một động từ nhá. Ví dụ chúng ta nói là gì? Chỉnh chỉnh là gì? Mời, mời vào đúng không nào? Họ chỉnh chỗ là mời, mời ngồi. Họ chỉnh hưa trà, mời uống trà. À, chúng ta cùng đi luyện tập. Thế là về thanh điệu này, chúng ta tiếp tục này hả? Chơ, chở, chở, chơ, hả? Chơ, à, cái từ về này mình học là chơ. Chơ sư sẩm, đúng không? Sư, sứ, sử, sư. À, mình có từ sứ đây, và sư đây, chúng ta học rồi đúng không nào? Su, sú, sủ, sụ. À, mình có từ su, thanh một là cuốn sách, chúng ta học từ này. Hả? Chữ, 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 chữ. À, mình có từ giá chữ, tạp chí ở ngay từ đầu chúng ta được làm quen rồi đúng không nào. Tiếp theo
水水水水好，mình có từ水là nước à,水này là nước, ví dụ uống nước chúng ta sẽ nói là gì? Hơ水. Rồi, phần họ tiếp theo mình có từ sư sử sử sư, ví dụ như từ lão sư chúng ta đã được học là giáo viên thế bạn. Học rên rẫn 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 à, mình có từ rẫn là người chúng ta đã được học rồi. Sân sẩn sẩn sân à, mình có từ sân thanh một thân thể身体đúng nào. Học chỗ 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 à, mình có từ chỗ à, công chỗ các bạn nhớ nhau. Học chỗ này là chỗ ngồi nhá, đây là công chỗ công việc đúng nào. À, chúng ta cùng đi phân biệt âm và thanh điệu à. Chư không bật hơi, đọc trở nặng ấy, chư, các bạn gần như nghiến răng ấy, chư à. Và bật hơi ra chư, nhớ nha, cái này là gì nhỉ, đọc lại nào, chư, đúng rồi, cái này bật hơi chư, khấn hảo. Tiếp theo chúng ta có gì lên nhỉ, sư sư và gì nhỉ, rư rư à. Chưa à. Và bật hơi chưa chưa à. Sợ à. Rượu nè à. Chán không bật hơi, chán bật hơi, san hảo, rán hảo, trong không bật hơi, chẳng bật hơi, khác nhau hoàn toàn nhá. Hảo, sọng sọng s sọng. Tiếp đến răng răng hảo, chân bật hơi, chân 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 hảo, sẩn sẩn và gì nhỉ, rấn rấn đúng rồi, trọng 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 trọng, các bạn nghe có sự khác biệt không nhỉ. Học sân sân rấn rấn nào, chúng ta cùng đọc tiếp nào, giả âm đầu lưỡi, giả đây 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 đầu lưỡi, giả thế là thằng này thì lại quạt lưỡi lên, trả trả đúng nào. Hả, tiếp theo xa xa đầu lưỡi bật hơi và gì, trả trả hả, xả 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 gì nhỉ, chữa chữa à, chữa chữa à, chữa 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 sợ 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 sợ, nghe nó khác hẳn đúng không nào. Hả, chữ đầu lưỡi chữ à, quạt lên à, chữ 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 đẩy đầu lưỡi bật hơi. Hả, chữ chứ một cái lưỡi ngay răng là một cái kia lưỡi kia nó ngoặt, nó quặt lên cả tận ngà cứng cơ, chứ các bạn nhớ là trờ nặng trong tiếng Việt như vậy, chứ chứ chờ 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 chứ chứ như vậy bật hơi chứ đúng không, chứ thế là sư sư và gì nhỉ, sư sư. Học chúng ta tiếp tục đi phân biệt âm và thanh điệu này, sư sư bước đầu nó hơi khó một chút nhưng cố gắng nhá. Học sư sư à, cái lưỡi nó thay đổi nhanh quá đúng không nào, sứ sư à, được không, xiao xỉ hả, xiao xỉ à, chứ đạo chứ đạo, chân chẳng chân chẳng chân trọng chân trọng, chẳng 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 chẳng. Học trung vấn bật hơi này, chung phân chung phân chơ trạng chi xiên chuân thiên, các bạn nhớ nghe đọc theo nhé. Học chiêu thiên chiêu bật hơi, chiêu thiên tiếp tục bật hơi, chẳng nhiên chinh nhiên chinh à, bật ra. Học chuán sọng chuán sọng và chúng ta có gì, choáng sọng, hai từ này khác nhau nhé, đừng nhầm lẫn nhá. Học choáng sọng học một cái là choáng sọng là trên 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 thuyền, một cái là choáng sọng là trên giường, nó nhầm là nguy hiểm đấy nhá. Học sư vọng sư vọng si vọng sang xin xiang xin xiang xin à,
chỉ, các bạn thấy không, một thằng y đọc là ư, một thằng này y vẫn đọc là y, thì các bạn nhớ lại là y khi mà đi với lại bảy thanh mẫu là gì nhỉ, ZCS, ZH, CH, SH và R, mặc định đọc là ư đúng nào, thế nên ở đây chúng ta đọc là chư đấy, chư, và tất cả những cái thằng còn lại thì chúng ta vẫn đọc là y bình thường nhá, các bạn nhớ nhá, ZCS, ZH, CH, SH và R ghép với y đọc mặc định là ư. À, chúng ta có gì nhỉ, có bảy bảy cái thằng thanh mẫu này các bạn nhớ nhá, họ chư chỉ, chư chỉ, họ sứ chi, sứ chi, họ sinh lý, sinh lý, chính lý, chính lý, giám đốc là sinh hoạt, sinh hoạt, kinh qua, kinh qua, thương điện, thương điện, kiến miện, kiến miện, rèn sử, rèn sử, thầy nghĩa đọc rất nghĩa, nhưng rèn sử, à, lín sử, lín sử, rèn lì, rèn lì, rư lì, rư lì, giản đàn, hải biên, hải xiên, đọc chú ý thanh điệu nhé, hào, hào chư, biểu yáng, cảm chứa, kiểm tra, lữ hành, ngữ pháp, trưởng trưởng, biểu diễn, có thể, thi đấu, đợi đợi, biểu thị, cảm ơn, nãy nãy, nãy nãy, các bạn chú ý, ở đây các bạn thấy là khi đằng sau nó là thanh nhẹ thì làm sao nhỉ? Nải cái thanh ba này đằng sau đọc như là nải nai chứ không phải nải nại, các bạn hiểu vì sao, tại vì thanh ba nó đang đi từ xuống đây xong nó lên đây này, mình các bạn xem lại phần thanh điệu nhé, thanh ba nó đi từ 2 xuống 1 và kết thúc ở 4, ví dụ nó đang đi như thế này nải thì nó kết thúc ở trên cao, nên là ở đằng sau thanh nhẹ đằng sau nó sẽ nai luôn nhé, nải nai, nải nai. Nếu các bạn cảm nhận nai, cái từ nai này nó khá là cao chứ không phải là giống như những từ khác, cũng là nải nai. Ờr tố, ờr tố, ỷ zi, ỷ zi, bình thường thanh nhẹ mình sẽ đọc là zi, 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 đúng không nào. Đây khi mà đằng trước nó là thanh ba thì các bạn chú ý một chút, nó đọc cao hơn một chút, ỷ zi, ỷ zi, chứ không phải ỷ zi, nhiều người đọc là ỷ zi, như vậy nó không, nó chưa được chính xác lắm, ỷ zi, ỷ zi, sảng chữ, sảng chữ, chứ không phải sảng chữ nhá. Ồ, khi mà thanh nhẹ đọc nặng nhất là đằng trước nó là thanh 4 các bạn ạ. Ví dụ như đây là thanh 4 cho nó đọc là sảng chữ, sảng chữ. Đúng không? Nó thanh 4 mà nó đang đà nó cắm xuống, thế là cái thằng đằng sau nó cũng bị ảnh hưởng theo. Hiểu hiểu vấn đề không nhỉ? Còn cái thằng này nó đang đi lên, sảng chữ, sảng chữ. Đó, sảng chữ. Ok. Hả, các bạn còn nhớ không nhỉ? Y 二三四五六七啊，八个七啊，八九十十 thế này hoặc là 十 thế này đều được 十. Và chúng ta có một từ rất là khủng khiếp là từ lính, có thể là hơi hoảng nhưng mà thôi nhiều phiên âm được nhá. Học lính, lính là số 0 đúng không? Lính. À, chúng ta có ghi nhận biết chữ Hán này. Xin chi y, xin chi y, xin chi ar, xin chi san, xin chi sư, xin chi u, xin chi liệu, xin chi thiên, xin chi rư. Các bạn còn nhớ không nhỉ? Trung Quốc bắt đầu từ y, đúng không nào? Mình thì bắt đầu từ thứ hai, nhưng họ bắt đầu từ y. Thế nên thứ hai của mình thì mới là xin chi y của Trung Quốc thôi. Và các bạn nhớ là thứ chủ nhật thì chúng ta có hai cách nói là xin chi thiên hoặc là xin chi rư. Họ, nín họ, chỉnh chín, chỉnh zô, chỉnh hơ trà, xie xie, bú khơ chế, công zô mạng, sân thí họ. Rồi, 这是王老师, 这是我爸爸, 王老师, 您好, 您好, 请进, 请坐, 请喝茶, 谢谢, 不客气,
工作忙吗？不太忙。身体好吗？很好。Hãy hoàn thành hội thoại để các bạn xem lại bài nội dung bài khóa, nhớ hoàn thành lại nha. Ở đây cũng vậy nè. Ha, chúng ta có một số từ bổ sung để khi mà chúng ta có thể thực hành cái hội thoại hỏi nhau uống cái gì thì chúng ta có thể thêm một số những cái từ vựng để thực hành nhá. Ví dụ như chúng ta có gì? Vừa nãy mình có từ của chứ, chính là nó đấy. Sứ của chứ chính là cái loại nước ép hoa quả đấy các bạn nhá. Tiếp theo mình có từ nải trà, cái này là rất là hay dùng này, trà sữa đúng không nào? Nải là sữa, trà là trà, mình vừa được học xong đúng không nào? Nải trà là trà sữa. Ha, nǐ hē shěnme? Wǒ hē nǎi chá, tôi uống trà, trà sữa. Thế nào? Hảo. Và có một là mình có tiếp tục là có gì? Khửa lửa, Coca-Cola đấy. Khửa lửa, được chưa? Nải xi là sinh tố các bạn nhá. Sinh tố. Sinh tố với thằng nước ép này nó khác nhau này. Hảo. Nải xi, có thêm sữa mà. Hảo. Nải xi. Nải, đúng nào? Và một số đồ uống đó, ví dụ chiểu, nǐ hē shěnme? Bạn uống gì nhỉ? Wǒ hē jiǒu, tôi uống rượu. Hảo. Mình có từ pí chiểu là bia này, cà phê, cà phê chúng ta được học rồi, và bái sủi, nước trắng thôi, đúng không? Nước bình thường thôi, bái sủi, bái là trắng mình học rồi, sủi là nước, bái sủi. Hội thoại mở rộng, chúng ta sẽ hào chiểu bú chìa, nì suy dịn công dụ mạng mà, bú thải mạng, nì nà? Hẳn mạng. Chúng ta có hào chiểu bú chìa, là lâu rồi không gặp. Lâu lắm rồi không gặp. Hào chiểu bú chiện. Các bạn cùng nhắc lại nhé. Hào chiểu bú chiện. Đấy, hào chiểu bú chiện. Nì zui jìn. Mình có từ zui jìn là dạo đây, gần đây đúng không? Nì zui jìn công dụ mạng mà. Dạo, gần đây thì công việc của bạn có bận không? Bú thải mạng. Không bận lắm. Nì nó. Chúng ta hỏi rất là bắn tắt là gì? Nì nó. Còn bạn. Đúng không? Hẳn mạng. Rất là bận. Rồi, bài tập về nhà các bạn sẽ ôn lại những cái thanh mẫu vận mẫu này, viết từ mới và học thuộc lòng từ mới nhé. Và có một điều rất là quan trọng là các bạn nên học thuộc bài khóa và chép nó ra. Các bạn sau khi các bạn học thuộc, các bạn nhớ là phải viết nó ra nhé, chép nó ra nhé. Đó. Nhớ là phải viết cả phiên âm nữa, chữ Hán và phiên âm. Như vậy thì mình sẽ nhớ được lâu hơn và sau này mình đỡ quên mặt chữ này, đỡ quên cái phiên âm của nó để tránh cái tình trạng là phát âm sai thành điệu. Đó. Hẹn gặp lại các bạn ở bài số 6. 同学们再见